Hình như là Phật kính thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử, hôm nay thầy xin giới thiệu cho quý vị, đây là từng tổ chức Nhuận Thông, thầy từ trên sắc lăng cầu xuống. Và trước đó thì thầy đã tu học ở Ấn Độ thời gian rất là lâu, chắc khoảng 15 năm, cũng là người quen biết. Vậy mà thầy có mời thầy xuống đây để giao duyên với Phật tử, nói những câu chuyện, kể những câu chuyện tâm tình với toàn thể quý đạo hữu Phật tử về đất Phật, xứ Phật, hoặc là những cái chuyện khác thầy có thể nói, hoặc là quý vị có muốn chia sẻ gì đó thì cứ nói với thầy. Thầy xin trân trọng giới thiệu cho đến quý vị thầy Thích Nhuận Thông. Khi đã Phật, con xin cảm ơn Phật tử. Anh Di Đà Phật, thưa Thông xin kính mời toàn thể quý Phật tử có hiện diện ở nơi đây, chúng ta đồng chắp tay niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần để cầu sự gia bị. Dạ, chúng ta bắt đầu. Nam mô đó mà chúng ta mạng chung
thì chắc chắn nhờ cái duyên duyên mà chiêm bái lễ bái những cái nơi thánh tích đó chắc chắn sẽ được sanh về những nơi thiện thú thiên giới, tức là sanh về những cõi của loài trời hoặc là sanh về những cái chốn an lành. Đó là điều nhắc trong kinh, và Đức Phật cũng có nói rõ. Ngài nói với ngài A Nan rằng: này A Nan, có bốn nơi mà nếu một người thiện nam tín nữ đến đó chiêm bái với lòng kính tin thì chắc chắn khi thân ngoại mạng chung sẽ sanh về cõi này. Bốn nơi đó là gì? Dạ đúng vậy. Thì nơi thứ nhất là nơi Đức Phật đản sanh tại vườn Long Kiền Ni, bây giờ nó thuộc về xứ Nepal, sát biên giới với Ấn Độ. Nơi thứ hai là nơi Đức Phật thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác tại Bồ Đề Đạo Tràng. Và nơi thứ ba, dạ đúng rồi, nơi Đức Phật nói bài pháp đầu tiên tại vườn Nai hay là vườn Lộc Uyển ở thành phố Varanasi. Và nơi thứ tư là nơi Đức Phật nhập vô như niết bàn tại thành Kausina ở Kusinara. Và đó là bốn nơi mà còn gọi là tứ động tâm, tức là bốn cái nơi đó khi mà một người có duyên và có cái niềm tin đối với Phật, đối với pháp và đối với tăng, mà chúng ta chí thành chiêm bái lễ lạy và khởi cái tâm tin tưởng như thế, thì chắc chắn chúng ta sẽ có công đức rất lớn. Và cái do công đức lành này thì thân ngoại mạng chung chắc chắn sẽ sanh về cõi lành hoặc là cõi của chư thiên. Đó là cái công đức mà trong kinh có nhắc đến, đến sự chiêm bái Phật tích. Và ngày nay do điều kiện tương đối đã thuận lợi hơn, thành ra mình đông thấy rằng về sau này có rất nhiều các cái đoàn thể, các cái phái đoàn Phật tử được sự hướng dẫn của quý thầy đã đến Ấn Độ chiêm bái Phật tích rất là đông, ngay cả trong nước bây giờ cũng rất là nhiều người có điều kiện và có đủ nhân viên đã đi đến chiêm bái những nơi Phật tích đó. A Di Đà Phật, ông có thể xin kể sơ về lịch sử Đức Phật qua từng giai đoạn để cho quý Phật tử tạm chúng ta nhớ lại Đức Phật chúng ta mà chúng ta quy tưởng, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đích thực Ngài là một con người thực sự có mặt trên cuộc đời này bằng xương bằng thịt, chứ không phải giống như những một số các tôn giáo có cái tính giáo chủ của mình ở từ một cái nơi khác ra xuôi mà xuống đây. Khi Đức Phật chúng ta quả thực Ngài có cái lịch sử rất là rõ ràng. Nếu các vị đã có dịp, có đủ duyên mà chiêm bái được những cái nơi thánh tích này, chúng ta sẽ rất dễ khởi được cái tính tâm nơi Phật đạo. Bởi vì chúng ta sẽ đến và chiêm ngưỡng từng cái nơi mà nơi bây giờ đã được các nhà khảo cổ người ta khai quật lên những cái di tích, những cái dấu chỉ mà ngày xưa Đức Phật đã từng để lại những cái dấu ấn. Cho nên khi mà chúng ta có duyên đến đó thì chúng ta sẽ dễ nhận ra rằng Đức Phật chúng ta quả thật là một con người giống như mọi người trên thế gian. Nhưng có điều Đức Phật qua một quá trình Ngài đã có sự nhận thức và Ngài đã có cái sự tu tập, và chính sự nỗ lực tu tập mà Ngài đã chứng đắc được đạo quả giác ngộ vô thường chánh đẳng chánh giác dưới cội Bồ Đề. Và từ đó Ngài đã đem cái sự chứng đắc đó trở thành những cái lời dạy để giúp cho những cái người học tiếp nối theo để được sự giải thoát như Ngài. Và cái công trình công hạnh của Ngài đã để lại cho chúng ta, mặc dù chúng ta sinh ra đời này gọi là đời mạt pháp, tức là chúng ta không có duyên được sinh ra đồng thời với cùng với thời của Đức Phật, đó là một sự bất hạnh. Tính về mặt phước báo chúng ta bất hạnh, không có sinh cùng thời với Đức Phật.
không được thấy khi thân Đức Phật, không nghe trực tiếp từ kim khẩu của Đức Phật, thì đó là một cái điều bất hạnh. Nhưng mà chúng ta vẫn còn có một chút may mắn, đó là chúng ta còn biết đến giáo pháp của Đức Phật. Và chính cái giáo pháp Đức Phật tức là pháp thân Phật vẫn còn hiện hữu, khi chúng ta có cái niềm tin như vậy và chúng ta nương tựa theo cái lời dạy Đức Phật, thì chắc chắn chúng ta sẽ có nghe được sự an lạc giải thoát giống như Ngài đã từng ghi nhận. Và Đức Phật cũng từng nói rằng Ngài chỉ là một bậc đạo sư chỉ đường, chỉ con đường giúp cho một người phàm phu từ địa vị phàm phu lên bậc thánh nhân giác ngộ giải thoát. Và Ngài đã rõ con đường đó, chính tự thân Ngài đã từng đi trên con đường đó và Ngài đã thực chứng được cái lộ trình giác ngộ đó. Cho nên Ngài nói rằng Ngài chỉ là bậc đạo sư chỉ đường, còn chúng ta đi hay không đó là cái quyền phần phía của chúng ta. Cho nên Đức Phật khuyến khích mọi người học hỏi theo giáo pháp của Ngài để lại đó, mà chúng ta biết cách tu tập theo thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ đến được đến bờ giải thoát. Như Ngài đã từng khẳng định, chỉ có con đường Phật đạo mới có thể giúp cho chúng ta thoát khỏi cái sự đau khổ của trong hiện tại và chúng ta có được sự an lạc. Và chính sự an lạc đó, chúng ta tiếp tục tu hành tinh tấn, chúng ta sẽ có cái kết quả giống như Ngài đã từng chứng đắc được. Thì nơi đầu tiên là vườn Lăng Tỳ Ni, nơi đây đã đánh dấu một sự kiện là Đức Phật Thích Ca đã đản sanh. Về mặt dòng tộc thì Ngài xuất thân từ hoàng cung, phụ thân của Ngài là Tịnh Mạng Vương, thân mẫu của Ngài là Hoàng Hồng Mai Nha Vương Nhi. Và Ngài xuất thân như vậy là Ngài là một bậc hoàng thái tử. Nếu như cái theo sự tiên tri của vị tiên tri đã đoán trước rồi đó, nói rằng nếu mà Đức Phật không có đi xuất gia thì chắc chắn sẽ trở thành một bậc chuyển luân thánh vương. Nếu xuất gia tu học giải thoát thì Ngài sẽ trở thành một bậc giác ngộ, tức là một vị Phật. Và chính cái sự tiên tri này đã làm cho phụ vương và hoàng hậu lo âu rằng mong rằng thái tử không có bỏ đi để mà ở lại tiếp nối cái ngôi vị của cha. Nhưng mà kỳ thực do khi mà thái tử đã được nuôi nấng, được giáo dục ở trong hoàng cung rất là đầy đủ và Ngài có một cái sự tinh thông, và phải nói rằng do cái nhân duyên phước đức mà Ngài đã tích tụ từ vô lượng kiếp, cho nên cái sự đản sanh, sự xuất hiện trên thế gian này cũng là một sự thể hiện của Ngài. Nhưng mà Ngài thể hiện trong hình thức của một con người, và có thật một con người có lịch sử. Và Ngài có cái cơ hội dạo quanh chơi bốn cửa thành, cho nên Ngài chứng kiến được bốn cái cảnh là sinh già bệnh chết. Đó là cái quy luật mà xưa cũng như vậy, hiện tại cũng như vậy, và chắc chắn tương lai nó cũng sẽ như vậy thôi. Tức là tổ tiên quá khứ chúng ta cũng đã từng sinh ra, cũng đã từng lớn lên, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Rồi chúng ta ngày nay tiếp nối cũng được sinh ra, lớn lên, rồi cũng sẽ già đi và cũng sẽ chết. Và chúng ta sẽ biết mình như thế, rồi hàng con cháu chúng ta được sinh ra, lớn lên, và nó cứ theo quy luật đó, nó cứ kéo dài hoài. Chính cái chỗ này mà đã làm cho Thái tử Tất Đạt Đa có những sự suy nghĩ, tại sao mình cứ phải bị trong cái quy luật này nó xoay chuyển mình hoài, có cách nào để mình thoát ra được hay không. Và chính cái những sự suy nghĩ đó là động cơ đã thúc đẩy Đức là Thái tử Tất Đạt Đa, sau đó Ngài đã từ bỏ hoàng cung và Ngài đi tìm một cái phương cách, tức là tầm sư học đạo, để mà Ngài mong rằng tìm được một cái cách nào đó để tự mình giải thoát cho chính mình, và nếu được sau đó có thể giúp cho mọi người làm theo thì có thể được cái sự an lạc giải thoát như chính Ngài. Thì hiện tại ở bên chỗ vườn Lâm Đình Di đó, chính phủ Nepal họ đã
dành riêng một cái khu vực gọi là thánh địa Long Đình Ni rất là rộng lớn và có xây rào bao bọc xung quanh. Và đặc biệt trong khu thánh địa này thì có rất là nhiều chùa mang đến khách quốc tế. Mỗi nước được chính phủ cấp cho một mảnh đất để mà xây dựng chùa của nước của mình ở trên cái mảnh đất đó. Và riêng Việt Nam chúng ta thì ở nơi đó được có hai ngôi chùa. Nếu các vị nào đã đi rồi thì thầy có biết, một là chùa của thầy Huyền Diệu đặt tên là Việt Nam Phật Quốc Tự, nhưng mà tại Long Đình Ni, ngoài cái chùa này ngài còn có một cái ngôi chùa ở bên phía Ấn Độ tại Bồ Đề Đạo Tràng, cũng lấy tên là Việt Nam Phật Quốc Tự nhưng mà ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Cho nên riêng Hòa Thượng Huyền Diệu thì ngài có hai cơ sở, một là tại vườn Nai tại đường Long Đình Ni nơi Đức Phật đản sanh, và một là tại Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo. Rồi riêng ở Long Đình Ni còn có thêm một cái ngôi chùa nữa, lấy tên là chùa Linh Sơn của bên Hòa Thượng Huyền Bi đó. Nhưng mà cơ sở đó hầu như là cũng ít người cộng đồng. Riêng ngài Huyền Diệu bên đây cũng vẫn có một mình ngài thôi, cho nên là nhiều khi cũng phải nhờ người khác coi nó, chứ còn một mình ngài cũng nhiều công chuyện, cho nên lúc thì ở bên đây, lúc thì ở bên Ấn Độ, rồi lúc thì ở những nơi khác nữa. Cho nên ở về mặt nào đó thì tại những cái thánh tích không riêng gì ở tại Long Đình Ni mà ở những cái thánh tích khác nơi đó vẫn có hiện diện của các chùa chiền mang tính cách quốc tế, tức là chùa của nhiều nước Phật giáo đến để mà xây dựng tại những cái thánh tích đó. Như chúng ta biết, thật sự Phật giáo tại Ấn Độ đã suy tàn từ lâu, mà cái những vấn đề mà để phục hồi lại Phật giáo quả thật đó là một cái sự khó khăn vô cùng. Theo những thông biết rằng là do không có cái cơ hội được ở Ấn Độ rất là lâu, vì cái nhân viên là được thầy tổ cho đi qua Ấn Độ để học thêm đó, đi học để biết thêm. Cho nên trong quá trình đó thì mình có cơ duyên ở lâu hơn, và mình biết rằng chùa chiền về Phật, về phía Phật giáo tại xứ Ấn Độ đó không có nhiều. Nếu mà tính riêng là Phật giáo mà của người Ấn Độ đó thì rất là ít. Theo thống kê so với dân số của Ấn Độ gần cả tỷ người thì Phật giáo chỉ chiếm có 0.8% mà thôi, tức là khoảng chừng 70-80 triệu thôi, 70-80 triệu người dân theo Phật giáo thôi. Còn cái người xuất gia thì càng khan hiếm nữa, không có nhiều. Nơi cái trường mà không học là Đại học Điện Biên đó, thì riêng ở đó có cái khoa Phật học, và khoa Phật học này đã có cái sự liên kết với lại những cái học viện của bên phía Phật giáo của Việt Nam, và cho nên họ giống như họ công nhận cái văn bằng cử nhân Phật học tại nước Việt Nam. Thành ra những ai, những vị thầy sư cô trẻ mà đã có tốt nghiệp về cử nhân Phật học ở trong nước có thể đến du học tại Đại học Delhi khoa Phật học. Và xem như là các vị trẻ tăng ni đó có thể học ở cái mức cấp độ cao hơn, bắt đầu từ cao học trở lên, và cho đến khi có thể, nếu vị nào theo đuổi suốt xuyên suốt thì có thể lấy được những cái văn bằng cao nhất là văn bằng về tiến sĩ về Phật học, khi về Phật học thôi. Đó là một cái điểm thuận lợi. Thành ra sau này trong nước có cái phong trào quý thầy cô trẻ đã học xong về mặt Phật học ở cấp cử nhân Phật học thì có thể sang Ấn Độ để học lên những lớp cao hơn. Và chính cái môi trường này, so ra thì xứ Ấn Độ vẫn là một cái xứ nghèo, và cái điều kiện sinh hoạt tất cả các thứ thì cũng tạm tạm và cũng tương đương ở trong nước, như trong nước mà thôi. Cho nên đó là một cái điều kiện thuận lợi cho các vị trong nước đi ra học. Và cái điều mà thường các vị này muốn đi về hướng Ấn Độ nhiều là do đây là nơi xuất xứ của Đức Phật, nơi xuất phát đạo Phật. Cho nên đó là có niềm khích lệ mà sau này vị tăng ni trẻ đã có điều kiện đi học ở bên Ấn Độ.
nói trở lại, vì riêng chỗ này chỉ có trong khoa Phật học chỉ có một vị là Phật giáo thôi, một vị tu Phật giáo, trường đoàn Phật giáo. Thì vị này thường là làm khoa trưởng của khoa này, và chính đó là một cái điều kiện để các vị tăng ni qua học rất là thuận lợi. Đó, chúng ta thấy Phật giáo đã suy tàn từ lâu, từ cái thời cuối thế kỷ thứ 12. Thời đó Phật giáo rất là hưng thịnh. Như chúng ta biết, có một cái cơ sở mà đào tạo mà của Phật giáo thời xưa lập từ thế kỷ thứ 5, đó là Đại học Nalanda cổ. Và nếu các vị đã đi được Phật tích rồi, nếu đã từng đến đó rồi, chúng ta sẽ thấy bây giờ người ta phục hồi, phục chế lại cái nền móng ở cái khu vực đó rất là to lớn, và rất là cái khu vực ngày xưa mà thường được và đặc biệt duy có ngài Huyền Trang, khi ngài mà đi sang Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7 đó, ngài đã có một cái sự ghi chép rất là cụ thể về từng nơi thánh tích và từng nơi, những nơi nào mà có dấu chân Đức Phật đến, ngài đều quan sát và ngài lưu chép tiếp nhật ký rất là kỹ lưỡng. Cho nên ngài đã để lại một cái công trình gọi là Tây Du Ký Sự. Ngài đã ghi chép rất là cụ thể trong cái thời gian ngài đi qua Ấn Độ để mà tu học đó, thì ngài có cái công rất là lớn và ngài đã viết được cái quyển Tây Du Ký Sự. Và chính nhờ cái quyển Tây Du Ký Sự này mà sau này các cái nhà khảo cổ học của người Anh và người Ấn Độ, người ta mới tìm lại những cái dấu vết, đó là những cái thánh tích của Đức Phật bây giờ mà chúng ta thấy, đó là nhờ cái công của ngài Huyền Trang. Chứ còn bị gì khi mà đến thế kỷ thứ 12 thì khi Hồi giáo họ đã xâm lược Ấn Độ rồi, thì họ đã tàn phá tiêu diệt hoàn toàn các cái đạo giáo khác, trong đó có cả Phật giáo luôn. Rồi cho đến khi họ đã hoàn toàn xâm chiếm toàn bộ Ấn Độ rồi, thì bắt đầu liên tiếp 6 thế kỷ liền, từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 18, thì họ đã cai trị cái xứ Ấn bằng chế độ của Hồi giáo, của Đạo Hồi. Cho nên Phật giáo là một trong những tôn giáo bị tổn thất nặng nề. Và cái biểu trưng mà đặc biệt mình có thể thấy được, đó là cái đại học Nalanda cổ đó, nơi xưa được ngài Huyền Trang ghi lại. Thì nơi đó rất là đông những cái người học giả từ khắp nơi, không những trong nước Ấn mà còn các nước xung quanh đến đó thăm học rất là đông. Và cái lượng giáo sư và sinh viên có thể trên cả 10.000 người cùng một lúc, và hầu như là sinh hoạt và ở tại chỗ luôn, ở tại trong cái nội viện của trường đại học Nalanda luôn. Cho nên phải nói rằng cái quy mô mà dung chứa được trên cả 10.000 người như vậy thì chúng ta có thấy rất là lớn, cơ sở rất là lớn. Theo lịch sử ghi lại thì cho rằng nơi đó rất là lớn và đã có một cái tòa nhà cao 9 tầng, đủ sức dung chứa lượng học viên cũng như nơi ăn trú ở rất là tốt, và có một cái thư viện rất là lớn. Khi mà Hồi giáo họ sang, họ đã tiêu diệt không những cơ sở vật chất, giết tăng, giết ni, giết những cái người mà có mặt ở đó, và đã đốt toàn bộ kinh sách ở trong thư viện. Mà được diễn tả rằng cái thư viện này khi bị đốt nó cháy tới cả 6 tháng, có khi nó là đốt mà hết cái thư viện sách vở nó đốt hết, mất tới 6 tháng mới hết. Cho nên rồi từ đó khi mà Hồi giáo họ cai trị ở Ấn Độ suốt 6 thế kỷ liền, họ đã tiêu diệt toàn bộ Phật giáo ở tại Ấn Độ. Cho đến khi thời kỳ Anh đô hộ sang, rồi sau khi thắng Gandhi đã đấu tranh để giành lại độc lập trong đầu năm 1947, thì bắt đầu cái cơ hội phát triển của các cái tôn giáo trong nước, thì đạo Bà La Môn có cơ hội phục hưng hơn. Và bây giờ thì Ấn Độ phần lớn dân chúng là theo đạo Ấn giáo, tức là đạo Hindu, và đạo Hindu dịch ra đạo Ấn giáo hay là Ấn Độ giáo. Thì cái số lượng người theo đạo Ấn giáo thì rất là đông, chiếm trên khoảng 80%. Còn lại các đạo khác như Hồi giáo, đạo Jain, đạo Ni Thiền Tử rồi đó ha, rồi đạo Sikh,
thì các cái đạo khác đó, mỗi đạo thì khoảng chừng vài phần trăm. Riêng của Phật giáo thì theo thống kê chỉ có chiếm 0,8% thôi. Nếu giả sử dân số Ấn Độ khoảng 1 tỷ người thì người mà theo Phật giáo chỉ khoảng 80 triệu thôi. Đó là một cái điều không có vui đối với Phật tử chúng ta. Nhưng mà đúng là Phật giáo có cái sự luân chuyển, mặc dù nơi xuất phát Phật giáo xem như là hơi suy tàn, nhưng mà chúng ta tự tưởng tượng giống như một cái cây chuối. Khi cái cây mẹ đã lên, đã ra hoa, đã trổ buồn, rồi suy tàn, lụn bại, thì xung quanh đó những cái cây con đã mọc lên. Và chính cái điều này Phật giáo đã lan tỏa khắp nơi. Phật giáo đã được truyền bá sang những nước khác. Phải nói rằng nhờ cái công rất là lớn của vua A Dục. Mà vua A Dục thì cách Đức Phật khoảng 300 năm, tức là khoảng 3 thế kỷ đó, vua A Dục. Và chính vua A Dục đã có công rất lớn trong cái sự chấn hưng Phật giáo và làm cho Phật giáo phổ biến trên toàn cõi Ấn Độ. Vua A Dục cũng là người có công trong vấn đề thống nhất toàn cõi Ấn Độ. Thật ra vua thì cũng vốn là người theo đạo Bà La Môn, nhưng mà chính cái sự kiện như thế này mà ông ta đã đổi tâm, chuyển tâm và ông ta đã hướng về với Phật giáo. Đó là sự kiện ông ta đã chặt phá cái cây Bồ Đề mà nơi Đức Phật đã ngồi tu chứng đắc đạo quả vô thượng đó. Chính ông vua này đã là người đầu tiên chặt cái cây Bồ Đề nơi Đức Phật ngồi chứng đắc sự giác ngộ ở nơi cây Bồ Đề đó. Và cái sự kiện nó như thế này, nó cũng có tính cách nó hơi huyền diệu, nhưng mà nghĩ rằng cũng chắc có lẽ cũng có thể là khi ông ta đến, khi mà ông ta đã chiến thắng, đã thống nhất toàn bộ Ấn Độ rồi, thì trong lúc còn đi kinh lý, ông đã đến cái nơi này. Và khi thấy cái Bồ Đề lúc bấy giờ đang xung xuê rất là đẹp, và chính ông ta đã cho binh sĩ chặt toàn bộ cây và gom lại ngay tại gốc cây Bồ Đề đó và đốt để cúng dường Đấng Phạm Thiên. Đấng Phạm Thiên tức là vị giáo chủ của đạo Bà La Môn giáo. Và một cái sự kỳ diệu đã xuất hiện, tức là khi mà trên cái đống tro tàn của cây Bồ Đề mà đây bị chặt phá rồi, bị đốt rồi đó, thì ngay tại nơi cái gốc Bồ Đề đó, hôm sau lại có một cái nhánh con nó xuất hiện mọc lên từ cái đống tro tàn đó. Thật ra có người biết thì người ta cho là cây Bồ Đề xuất hiện cái đống tro tàn và nó lớn rất nhanh. Khi ông vua mà ông đã đốt xong để làm lễ cúng Đấng Phạm Vương đó, Đấng Phạm Thiên đó, thì ông ta thấy một cái cây con từ trong cái đống tro còn ấm đó mà nó xuất hiện một cái nhánh cây Bồ Đề con khác mọc lên. Ông ta rất là ngạc nhiên, và chính cái sự ngạc nhiên này thì ông ta mới ở lại để xem được cái cây này nó như thế nào. Và khi thấy cái cây nó lên rất là nhanh, thành ra ông ta tự nhiên ông ta có một cái sự thức tỉnh. Và ông ta, chính ông ta đã ngồi, đã ở lại đó trong vòng 7 tuần lễ, 7 ngày. Rồi ông ta dùng sữa, 30 nước tưới và chăm sóc cái cây Bồ Đề con đó. Và cực kỳ là kỳ lạ là cái cây Bồ Đề nó lớn rất nhanh. Chỉ trong vòng có 7 ngày thôi mà cái cây nó tỉnh trở vương lên, và cành lá xung xuê. Và chính cái điều đó làm cho ông vua quyến luyến không có rời cái cây Bồ Đề này. Và một cái sự bất cắc xảy ra nữa, chính cái việc vua quyến luyến ở nơi cây Bồ Đề, chăm sóc cây Bồ Đề này, mà làm cho bà hoàng hậu ở trong cung khó chịu. Và phải đi tìm hiểu thì biết rằng vua đang còn ở nơi cái gốc Bồ Đề và không muốn rời cái Bồ Đề. Cho nên bà hoàng hậu đã lén cho người đến chặt phá cái Bồ Đề một lần nữa. Nên các vị thấy cái cây Bồ Đề mà cũng là một sự kỳ diệu nó xuất hiện nữa. Và khi bà ta đã cho người phá cái Bồ Đề rồi, vua rất là buồn, bởi vì mình đã phạm một cái tội lỗi mà mình đã có cái sự sám hối, cho nên là mà bây giờ lại bị cái Bồ Đề này do cái người vợ thân yêu của mình phá hại, cho nên là vua rất đau buồn. Và chính vua cũng tiếp tục ở lại nơi đó
và kỳ diệu thay khi cái bồ đề vừa chặt đi rồi thì hôm sau một cái nhánh cây bồ đề con nó cũng từ nơi cái gốc bồ đề cũ nó lại mọc lên nữa. Và do vậy cho nên rằng vua lần này quyết định là sẽ tìm cách bảo vệ, tức là vua đã xây cho xây một cái hàng rào xung quanh để bảo vệ cây, và chính vua cũng là người chăm sóc cái cây này, và vua cũng dùng sữa pha nước tưới cây, và cái cây bồ đề cũng mọc lên rất là lớn, rất là nhanh, cho nên chỉ một thời gian ngắn cây cũng đã trở thành một cái cây rất là lớn và có cành lá rất là xung xuê. Và đó là một trong những sự kỳ diệu mà nơi đây đã làm thức tỉnh ông vua theo đạo Bà La Môn này, và sau đó vua đã phát tâm làm theo lời của Phật dạy, tức là ngài đã quy ngưỡng Đức Phật, quy ngưỡng giáo pháp và quy ngưỡng chính tăng, và cho nên và nhờ vua là người đầu tiên thống lãnh được toàn bộ Ấn Độ, cho nên vua rất là có quyền năng, và vua đã thân chinh khởi hành đi tìm kiếm những cái nơi Phật tích, và đến mọi nơi thánh tích đó vua đều có cái sự thành tâm lễ bái, và đặc biệt khi đến nơi nào vua cũng đều có cho lên những cái trụ đá xác dựng nơi những cái thánh tích đó, và đặc biệt chính những giờ những cái trụ đá đó mà người ta đã tìm lại được, người ta khai quật lên được, và người ta biết rằng như vậy rõ ràng Đức Phật là một người có thật trong đời, có thật trong lịch sử. Ở nơi vườn Long Tỳ Ni đó, cái trụ đá bồ đề, cái trụ đá do vua được xác dựng đó, tuy được bị phá vỡ, mất đi cái đầu thường là cái kiến trúc về đá mà được thời vua được xác dựng ra, thường là trên cái chóp á, trên cái đỉnh đó, đó là một cái trụ đầu đá sư tử, có khi là một con sư tử, và cũng có khi là bốn mặt sư tử ấy, và bốn con sư tử ngồi chụm đuôi lại với nhau để thành ra bốn mặt sư tử ở bốn phía. Và cái trụ thường những cái trụ mà có những cái kiến trúc đẹp thì ở dưới đây có hoa sen rủ nữa, trên đây là tượng bốn con sư tử bốn mặt. Ở vườn Long Tỳ Ni thì vua xác định ở đó là một cái cây, một cái trụ đá chỉ có một đầu sư tử thôi, nhưng mà cái đầu sư tử trên nó bị thất lạc ở đâu không có biết, bây giờ chỉ còn người ta bịt lại, vì trên đó nó cũng hơi bị mẻ, cho nên người ta đã bịt cái đầu bằng một cái thanh sắt ép ở trên, cho nên cái trụ ở vườn Long Tỳ Ni đó nó chỉ là một cái trụ đứng thôi. Nhưng mà đặc biệt cái trụ này, như thầy Huyền Diệu nói, thì cái trụ này là một cái trụ đá biết nói. Các vị có nghĩ rằng cái trụ đá mà nó có thể nó nói được hay không? Thì thầy có giải thích rằng là bởi vì chính trên cái trụ đá này nó có một cái bia khắc ở trên cái trụ đá đó, và là viết bằng Phạn ngữ, cho nên các cái nhà về khảo cổ người ta đã dịch ra, ta đã hiểu được nghĩa đó, mình đã dịch ra. Thì và chính cái bài ký ghi trên cái bia đó, giống như cái bia cái tấm đá đó, và người ta đã biết rằng nơi đây chính là Đức Phật xuất hiện ở cuộc đời này. Và đây ông nhớ rằng cái bia đó nó có 5 dòng. Dòng thứ nhất ghi rằng đời vua A Dục thứ 18 đã đích thân đến đây chiêm bái nơi vườn Long Tỳ Ni. Đó là cái dòng đầu tiên, tức là vua A Dục đã ghi rõ rằng chính đích thân nhà vua đã đến đây chiêm bái cái thánh tích này. Và câu thứ hai ghi rằng chính nơi đây tại vườn Long Tỳ Ni là nơi Đức Phật đản sanh đó. Rồi câu thứ ba ghi rằng là do hồng ân của Đức Phật đản sanh nơi đây, cho nên dân chúng ở vùng này được nhà vua biển thuế, cho biển thuế. Thật ra tự nhiên nói đến bất ngờ thì không có nhớ rõ những cái câu kế tiếp, nhưng mà người ta cho rằng đây là cái bản khai sanh đầu tiên của Đức Phật mà được chú thích rất là rõ ràng và vẫn còn lưu trữ. Thật ra cái thời của A Dục cách Đức Phật 300 năm, nhưng mà cái lịch sử nó vẫn được lưu truyền, cho nên là chính vua
đã biết và đã đến nơi đây chiêm bái và chính mỗi nơi thánh tích đó, nhà vua đều phải sắp dựng những cái trụ đá như thế để kỷ niệm mỗi khi vua đến nơi này. Và trụ đá này được nói, được gọi là trụ đá biết nói, vì chính cái bia khắc trên trụ đá này đã nói rõ giống như một cái tờ giấy khai sanh cho Đức Phật, cho nên chứng tỏ là Đức Phật rõ ràng có xuất hiện trên cuộc đời này. Và người ta đã khai quật cái trụ đá vua dựng đó ở phía bên sau đó, thì người ta đã tìm thấy một cái phiến đá, một cái miếng đá mà trên đó có cái dấu chân của một cái dấu chân con nít á, giống như dấu chân của con nít. Thì người ta đã ghi ngay tại đó rằng chính xác nơi đây Đức Phật đã sanh, tức là Đức Phật khi mà thoát xuất khỏi thai mẹ đó, rồi là khi ngài đặt chân xuống đó, thì cái phiến đá nó giống như là mình đóng cái dấu ấn, nó có cái dấu của bàn chân. Và ở trong cái khu mà người ta khai quật đó, thì người ta để chỗ đó rằng nói là chính xác nơi đây Đức Phật đản sanh. Thì nếu mà nơi đó chính xác là Đức Phật đản sanh, thì chắc chắn cái chỗ đó ngày xưa theo chúng ta biết là khi hoàng hậu Maya khi mà sắp sanh nở đó, sắp băng bồ rồi đó, thì có cái tục là phải về lại bên quê mẹ, tức là quê ngoại của Đức Phật. Thì bên đây là quê cha là tại thành Ca Tỳ Na Bệ, còn quê mẹ là một cái vương quốc ở kế bên. Cho nên là khi sắp long bồn thì hoàng hậu đã trở về lại bên quê mẹ, quê ngoại của Đức Phật để mà sanh. Nhưng mà trên đường đi giữa chừng thì nghỉ ở nơi cái vườn Long Tỳ Ni này. Và khi hoàng hậu đến vào lúc này thì ở đó có rất là nhiều hoa, nhiều cây ra hoa. Và đặc biệt có một cây tên là cây hoa vô ưu đã nở rộ. Thì khi hoàng hậu đến nghỉ ở nơi đó và ngài đã bình cái cành cây, và ngay lúc đó đã sanh ra thái tử. Theo truyền thuyết thì thái tử được sanh ra bằng hông phải của mẹ, tức là sanh bên hông chứ không phải sanh giống như chúng ta. Thì có thể do cái sự tôn kính mà các cái vị viết sử trở lại ghi lại thì cho rằng Đức Phật sanh ra bên hông phải. Rồi khi ngài vừa chạm chân xuống đất thì ngài đi liền mấy bước, và trên mỗi cái bước đi của ngài có hoa sen nở trên. Và ngài đã một tay chỉ trời, một tay chỉ đất và nói rằng các vị nhớ câu nói của Đức Phật đầu tiên không? Thiên thừa thiên hạ độc tôn, thì tạm biệt thầy và trời trên trời dưới, vì có ta là tôn quý. Thì thật có người cho rằng cái lời nói này giống như Đức Phật rất là kiêu ngạo, tức là cho rằng mình là cái người bậc tôn quý trên cuộc đời này. Thì chúng ta có thể tạm hiểu như vậy, nhưng mà có những cái vị người ta giải thích nó có tính cách về triết lý hơn một chút á. Thì cái ngã, tức là duy ngã độc tôn, thì có vị giải thích rằng ở cuộc đời này cái bản ngã là cái mà người ta giống như người ta lo, người ta cho rằng cao nhất, hãy động tới chính mình, động tới cái ngã của mình, là giống như chúng ta giống như động tới cái gì đó thiêng liêng, nó độc tôn, nó có cái đó là cao nhất thôi. Cho nên cuộc đời này trong cái cảnh gọi mình nói là trong cái dục giới này ha, cái cõi ta bà này, gọi là cái cõi là ngũ trượt cảnh thế đó, thì nó tồn tại cái ngã rất là lớn. Cái ngã này có những khỏi nó trượt khóc, và khi có cái ngã này lớn, chúng ta mới tái sanh cái luân hồi vì cái ngã này đó, thì chúng ta chắc cái ngã này là chính mình, là tối tôn tối thượng đó. Cho nên ai đụng tới là không có được, hoặc là có chuyện lớn. Cho nên có thể giải thích theo cách rằng cho rằng cái ngã đây cũng có thể là nói rằng trên đời này cái ngã nó to lớn lắm, mà chỉ có thể chứng được cái chữ vô ngã thì chúng ta sẽ thành Phật. Đó là một cách để cũng có thể hiểu được như thế. Còn theo cái lời bình thường thì cũng đúng, Đức Phật là được trong 10 danh hiệu Đức Phật đó, trong học hiệu của Đức Phật có một cái danh hiệu là Thế Tôn. Thế Tôn là bậc tôn quý trong mọi thế gian này. 10 danh hiệu đó các vị nhớ không? Là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, vận hành tốt, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trưởng phu, thiên nhân, sư Phật Thế Tôn. Nhiều khi chúng ta chia ra nó thành ra tới 11, nhưng mà Phật Thế Tôn là mình ghép lại thì nó thành ra tổng cộng là 10.
đó, cho nên nếu mà mình sẽ thấy rằng khi đã biến đất thành một cái vị Phật thì 10 hiệu đó một cái Phật nó có đầy đủ như thế, trong đó có ví dụ như là một cái danh hiệu gọi là ứng cúng, ứng cúng là cái Phật gọi là phước điện của nhân gian. Nếu mà ai phát tâm mà hướng về Phật đạo quy y và phát tâm biết bố thí cúng dường thì Đức Phật là giống những cái ruộng phước vậy đó, thì chúng ta gieo những cái hạt giống, những cái căn lành, những cái thiện nghiệp nên cái ruộng đó, và chính cái ruộng phước mà Đức Phật thì nó rất là tốt, nó rất là màu mỡ, cho nên đã có gieo trồng chủng tử, đã có gieo trồng nhân duyên với Đức Phật thì chắc chắn chúng ta sẽ có cái cơ hội thanh ra cùng thầy Phật, hoặc là chúng ta có thể có gặp được cái Phật thiện nghiệp tri thức hướng dẫn chúng ta đến với Phật đạo, để từ đó chúng ta đương theo cái lời dạy Phật mà chúng ta có thể tu hành để có giác ngộ như này. Đó, rồi từ nơi Đức Phật đản sanh có những cái kỳ diệu như thế, và cái sự tiên tri của mặt vị Tư Đà đó thì đã làm cho vua cha rất là lo, nhưng mà cuối cùng thì vẫn không ngăn được cái sự quyết chí của ngài, và ngài đã quyết chí xuất gia thành đạo, và ngài đã có một cái thời gian ngày tu khổ hạnh ở nơi Vô Hành Lâm. Mà đúng cái nơi đó cũng rất là khổ, chúng ta đến đó bây giờ chúng ta sẽ thấy là một cái đồi giống như đồi trọc, không có cây cối nhiều, và nơi đó trên đó có một cái hốc hang đá, và Đức Phật ngày xưa ngài đã từng ngồi trong cái hang đá đó mà tu khổ hạnh cùng với năm vị đồng tu là năm anh em Kỳ Trần Như. Nhưng mà từ khi Đức Phật phát hiện ra rằng lối tu khổ hạnh này nó không có giúp cho vấn đề đã có giác ngộ được, bởi vì một khi thân thể nó bị quá kiệt quệ, nó quá suy nhược, nó cũng ảnh hưởng đến cái tinh thần của mình, cái quyết chí của mình, cho nên ngài đã từ bỏ cái lối tu khổ hạnh này, và ngài đã giống như trở lại cái lối sống bình thường là ăn uống lại bình thường. Bởi vì trong cái lúc ngài tu khổ hạnh ngài ăn rất là ít, ít đến nỗi ngày một ngày chỉ có thể ăn một hạt mè hoặc là một hạt gạo mà thôi, thì nó có ít. Cho nên trong kinh diễn tả nói rằng khi mà ngài tu khổ hạnh mà đến mức khi ngài lấy tay mà rờ ở phía trước bụng của mình thì cũng đồng nghĩa là nó đụng với phía sau lưng, tức là nó nhẹ sát luôn như thế này, chỉ còn cái bộ xương cách tí thôi. Mà bây giờ trong cái hang đó vẫn có một cái bức tượng giống như mình nói bộ xương cách trí, ngài xương sống xương sườn nó lồi ra, rồi cái bụng nó hóp vô, rồi con mắt của ngài nó thuộc vô bên trong, rồi tóc lông rồi nó rụng, nó lơ lửng đất, nó bụng nát cho đến lúc ngài không còn sức lực nữa. Và chính cái chỗ này mà luôn luôn trong tâm lý của ngài vẫn quyết tâm tu tập, và chính cái sự quyết tâm này mà ngài thấy rằng lối tu của hạnh vẫn không là cái lối tu để đưa đến cái kết quả mà như ngài mong muốn, cho nên ngài đã từ bỏ lối tu đó và ngài đã đi về hướng của sông Liên Biên Thiền dọc theo đó thôi. Rồi ngài đã gặp một cái người, một nữ tên là Sujata hay là Sujata, vị này đã cúng dâng cho Đức Phật một bát sữa gọi là bát sữa đề hồ. Sữa này nấu bằng cách là nấu các cái loại lúa mì, lúa mạch cùng với các loại sữa thì tạo thành một cái chất cháo sạch rất là ngon. Theo chuyện kể thì do cái vị Sujata này á, là một con của một cái vị giống như trưởng làng ở trong cái làng Sujata này, bây giờ người ta lấy tên Sujata là tên làng đó. Thì khi vị này cũng nhớ từng nói giống như là người giàu có, một sinh ra trong một gia đình giàu có, và có nuôi rất là nhiều trâu, bò, dê để mà lấy sữa. Và chính lúc mà cô này mong muốn có một đứa con thì cầu nguyện, vì này đã đến trong cái rừng Vô Hành Lâm đó và đến tìm cho một cái cốc cây nọ và phát tâm rồi là cầu xin để cho mình được sinh người con trai. Và không biết như thế nào, do sự cảm động của thần cây hay như thế nào đó, rồi đi cô nàng Sư Đạt Ta này đã sau đó đã sinh được một người con trai rất là khôn ngoan đúng tú. Và chính vì nhớ cái lời cầu nguyện đó cho nên ngay cái lúc khi Đức Phật mà từ ở trên Cổ Hình Long, hang Cổ Hình Long đi xuống và ngồi ngay gốc cây đó,
Rồi cái vị này mới sai cái người tỳ nữ của mình đi để dọn dẹp cái khóc tay để mà cúng cháo. Và khi gặp Đức Phật ở đó thì thằng chú già ta nghĩ rằng đây là ông thần cây đã cho mình được có con trai, cho nên đã quỳ xuống với Đức Phật và dâng cúng cái bát sữa đề bồ đó. Và Đức Phật đã hòa nhận bát sữa này. Sau khi hòa nhận xong, ngài sức khỏe nó hồi phục trở lại. Bác ngài đã bước xuống dưới sông Mili Thuyền ghé lên đó. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ngài đã lội qua bên kia sông, đi về hướng Bồ Đề Đạo Tràng, nơi mà có cái cây Bồ Đề ở bên phía bên bờ sông bên kia. Và trên đường đi đến đó, ngài đã nhận của một cái người nông dân cúng cho ngài một cái bó cỏ gọi là cỏ Kusa, có nghĩa là cỏ khiết tường, nó giống như cỏ lá vậy thôi. Rồi ngài đã ôm bó cỏ đó đi về cái chỗ cái gốc cây Bồ Đề, và ngài trải cái cỏ đó trở thành giống như một cái tòa cụ như các vị ngồi đó, trải cái gốc Bồ Đề. Và ngài đã ngồi trên cái thảm cỏ đó, và ngài đã phát nguyện rằng là dù xương tan thịt nát, nếu con chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì dù xương tan thịt nát cũng sẽ không rời khỏi nơi đây. Và chính cái sự kiên cường như thế mà ngài ngồi ở nơi cội Bồ Đề đó suốt 49 ngày, là 7 tuần. Và đến ngày cuối cùng, ngài đã chứng được sự đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái cây Bồ Đề mà nơi Đức Phật ngồi vốn nó không có tên là cây Bồ Đề. Bồ Đề tự do mình nói tiếng Việt gọi là Bồ Đề, nhưng mà tiếng Ấn Độ gọi là cây Bodhi tree. Và trước đây cái cây này nó có tên là cây Bipala tiếng Ấn Độ, không biết là gì, nhưng mà nó có tên là Bipala. Nhưng do cái sự Đức Phật ngồi nơi cái cây này mà ngài thành đạo, trở thành một cái bậc giác ngộ, thì cái cây này sau đó được đổi tên rằng là cây giác ngộ, tức là cây Bồ Đề. Đó, chúng ta thấy rằng cái sự kiện Đức Phật giác ngộ nơi cây Bồ Đề, nơi cây Bipala, và sau đó sự kiện Phật thành đạo giác ngộ, thì cái cây nó cũng được đổi tên rằng là cây Bồ Đề. Đó, thì nơi đây, đặc biệt trong bốn tứ đồng tâm, thì nơi Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo, thì tương đối là còn nguyên vẹn, giống như còn nguyên vẹn. Nhưng mà kỳ thực nó cũng đã trải qua năm tháng, nó trải qua một thời gian dài cũng thăng trầm, hư hao mất mát, rồi chiến tranh này kia cũng bị tàn phá. Nhưng mà phải nói công lao rất lớn của Quan Dược đã trùng tu cái ngôi tháp này, và đến bây giờ hiện tại các vị có đi hoặc là các vị có thể thấy trong mình đó là một tòa tháp rất là cao. Thật sự họ xây bằng gạch rất là dày, cho nên á, cái tháp to vậy chứ còn phía bên trong mình có thể đi vào đi vào được á, thì nó nhỏ thôi, không có lớn. Trong đó được thờ tượng Đức Phật Bổn Sư đang ngồi ở Bồ Đề. Và cái nơi mà Đức Phật ngồi nó tượng trưng cho cái ý nguyện sắc tá của ngài, cho nên cái tòa ngồi của Đức Phật còn gọi là tòa kim cang, tức là sự vững chắc, sự vững vàng do cái tâm trí mà ngài ngồi nơi đó mà thành đạo. Thì cho nên cái nơi tòa ngồi của Đức Phật người ta gọi là tòa kim cang. Kim cang thì nó vững chắc, nó là chắc nhất trong tất cả và vật chất. Đó là một sự biểu trưng cho cái ý chí sắc đá mà khi ngài ngồi nơi đó mà ngài phát nguyện để trở thành bậc giác ngộ. Thì như trong kinh nói rằng cái sự giác ngộ của ngài nó xuất hiện như thế này: khi cái đêm cuối cùng của cái ngày 49 đó, thì ngài khi mà ngài thấy được cái ánh sao mai, khi mà sao mai mọc lên trước khi bình minh thì sao mai mọc, và ngài bắt đầu trong đêm một ngài chứng được gọi là túc mạng minh. Và canh hai ngài chứng được thiên nhãn minh, và canh ba ngài chứng được lậu cận minh gọi là tam minh. Tam minh đây tức là cái trí tuệ, minh là sự sáng suốt, sự thông biết, sự hiểu rõ hoặc là sự giác ngộ. Cho nên cái sự chứng đắc của ngài nó trải qua cái tam minh đó. Cái tam minh gọi là túc mạng minh đó, cái túc mạng minh tức là ngài thấy được quá khứ của chính mình, thấy được trong quá khứ đã từng sinh ra, lớn lên, rồi có tên đó, họ đó, rồi ngài làm những cái công hạnh, rồi
Ngài thấy được nhiều kiếp như thế trong quá khứ. Và cho đến cái lúc mà Ngài chứng đắc gì thì Ngài thấy rằng cái kiếp trong hiện tại thì cũng là nhưng mà thật sự Đức Phật như trong kinh Đại Thừa được nói thì về mặt bản thể đó, Đức Phật đã thành Phật từ vô lượng kiếp. Như kinh Pháp Hoa đã nói trong cái phẩm Như Lai Thọ Lượng đó, thì nói rằng Đức Phật đã thành đạo từ vô lượng kiếp. Và cái sự xuất hiện của Đức Phật theo như các nhà Đại Thừa cho rằng Ngài là một sự vị hiện, vì lòng từ bi, Ngài muốn cứu độ chúng sanh cho nên Ngài vị hiện ở trong cái cõi này và sanh ra lớn lên có lịch sử với cõi đó này. Mà không những trong quá khứ, có khi Ngài sanh ra trong loài người, có khi Ngài sanh ra trong loài nai, có khi Ngài sanh ra trong loài chúa, loài voi chúa, hoặc là nai chúa, hoặc là bất kỳ cái thế giới nào, cảnh giới nào mà có sự đau khổ, thì Ngài luôn luôn vì cái tâm từ bi mà Ngài thể hiện ra để mà nói pháp giáo hóa cho chúng sanh đương tựa để mà thoát khổ. Cho nên toàn bộ cái hạnh nguyện và cái hoặc là 49 năm thì nói theo các nhà bên Phật giáo Đại Thừa, còn 45 năm là nói theo phía các cái vị mà nguyên thủy Phật giáo. Thì toàn bộ giáo lý của Ngài chỉ nói lên có hai điều mà thôi. Và chính cái nói lên hai điều là cái sự tóm gọn, thâu tóm là nó rất là rõ và các vị có thể nghe. Hai thì nó dễ nhớ hơn là nói nhiều. Tức là nói rằng Đức Phật xuất hiện trên đời này vì một đại sự nhân duyên lớn. Như chúng ta biết trong Kinh Pháp mà khai thì chúng sanh ngộ nhập Phật đi kiếm. Nhưng mà giáo lý của Đức Phật chỉ nói lên hai điều. Một là Ngài nói cuộc đời này là bản chất là khổ. Và cái thứ hai, Ngài nói rằng cái nguyên nhân khổ và con đường đưa đến thì diệt khổ. Cho nên Ngài chỉ nói hai điều, một là khổ, hai là con đường diệt khổ, là tu tập theo Phật đạo thì có thể thoát được khổ. Hãy mà khổ hết thì sẽ an vui, hãy bớt khổ thì có thêm an vui, hãy mình hết khổ thì sẽ được an vui. Và an vui tức là trạng thái của Niết Bàn. Cho nên thể mà hết khổ thì tất nhiên là chúng ta đã có cái Niết Bàn rồi. Mặc dù đối với chúng sanh thì gọi là Niết Bàn hữu dư, tức là nó còn có cái sự giới hạn. Còn đối với chư Phật, như Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi thì còn gọi là vô dư Niết Bàn, tức là Niết Bàn nó không còn cái một cái gì gọi là giới hạn nữa. Và luôn luôn Ngài cũng trong cái trạng thái của cái sự thanh tịnh. Ngay cả trong cuộc đời này, như Kinh nói, mặc dù chúng sanh thấy rằng cõi này là bế được, nhưng mà kỳ thực chư Phật sống ở trong cái cõi chúng ta, nhưng mà Ngài vẫn luôn luôn sống trong cái sự thanh tịnh. Cho nên còn cái nữa, nói rằng chúng ta sống là sống trong cõi dục, và cái thế gian có thể chia ra là và có ba cái cõi: cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và khi còn trong ba cõi này, tức là giống như chúng ta đang còn ở trong nhà lửa. Và khi một chúng sanh ở trong nhà lửa thì luôn luôn bị lửa thiêu đốt, làm cho chúng ta đau khổ, tức là lửa phiền não. Không phải là lửa, nói là lửa cháy, cũng như lửa của cái hiện tượng là lửa bên ngoài. Mình cũng có thể thấy rằng bên trong chúng ta, cái sự mà làm cho chúng ta đau khổ, cái nguyên nhân đó là phiền não. Mà phiền não nó xuất phát từ những gốc gác, có thể nói là từ là ba độc hoặc là sáu căn bản phiền não. Đó là như mình kể là tam độc là gì? Dạ đúng rồi. Rồi nếu động hơn thì gọi là sáu căn bản phiền não, còn thêm gì nữa? Dạ đúng. Nếu mà mình nói là sáu căn bản phiền não thì gồm có tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Còn nếu chia cái ác kiến này ra nữa thì nó thành ra có năm cái nữa là thân kiến, biên kiến, và kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Cho nên nếu cộng lại thì gọi là có 10 căn bản phiền não. Và chính những cái gốc gác này nó làm cho chúng ta đau khổ thêm. Ngoài 10 căn bản phiền não này, nếu mà chúng ta biết thêm nữa thì nó còn có thêm 20 cái tùy phiền não nữa. Thì rất là nhiều. Nó là cái mà về gốc rễ phiền não nó làm chúng ta đau khổ rất là nhiều. Nhưng chúng ta không biết thì chúng ta cứ bị càng lúc chúng ta càng tạo thêm phiền não.
Thành ra khi mà phiền não nó trói buộc chúng ta thì làm cho chúng ta đau khổ, mà giáo lý Đức Phật là giáo lý đi giúp chúng ta cởi nó ra, tháo nó ra. Cái gì mà nó buộc chúng ta đau khổ chúng ta tháo nó ra, và chính tháo chúng ta giải thoát. Thì chỗ nào có khổ đau chúng ta tháo mở ra thì được giải thoát. Cho nên giáo lý Đức Phật giúp chúng ta chỗ nào có khổ và chúng ta biết cách thì chúng ta sẽ tháo ra những cái gì cột chúng ta đau khổ. Dù chúng ta có những cái đau khổ về về gì, dù sanh lão bệnh tử khổ ha, rồi ngoài cũng sanh lão bệnh tử khổ nó còn có gì, dù như ái bị ly khổ, cầu bất cắt khổ, quán tán hồi khổ và ngũ ấm xí thành khổ đó. Tất cả những cái đó nó làm chúng ta đau khổ, mà kỳ thực cái sự đau khổ đó nó nằm về phía chúng ta, mà chúng ta không biết chế ngự các căn, không biết phòng hộ các căn để làm cho mắt tai mũi lưỡi mỗi khi tiếp xúc với các cái cảnh bên ngoài, nó làm cho chúng ta sanh lên cái sự phân biệt, ý thức phân biệt và đặc thức phân biệt đó. Và chính cái sự phân biệt này làm cho chúng ta đau khổ. Mình không lấy ví dụ khi mà về cái tai, cái hàng tai mà mình nghe những tiếng khen hoặc là những cái sự chê của người khác, thì chúng ta khi mà tai nghe tiếng tiếng khen thì chúng ta sanh ra cái ý thức là chúng ta vui mừng, mà người ta chê mình hoặc người ta chửi bới mình thì mình sanh ra cái sự khó chịu, cái sự giận dữ. Và ngay cái chỗ này á thì thường bên các cái vị mà tu thiền nói chúng ta là cố gắng làm sao mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị và thân cảm xúc đó, chúng ta không có cho cái tâm nó khởi cái vọng tưởng đi theo, không có khởi lên cái sự phân biệt là cái điều đó chúng ta thích rồi chúng ta bám theo, cái gì mà mình cứ không ưa chúng ta ghét bỏ. Và chính cái chỗ này làm cho chúng ta đau khổ mà thôi. Chứ kỳ thực các cái duyên bên ngoài nếu nó tác động vào bên trong chúng ta, mà bên trong chúng ta có sự ngăn che, không có cho nó khởi cái ý vọng tưởng đó, thì chúng ta không có bị khổ đâu. Mà các vị có thấy đúng như vậy không? Giờ này không nhớ cái câu chuyện, có một lần Đức Phật đi khất thực. Cái đời sống của chư Phật cũng như các vị tăng đoàn thời đó, thời Phật đó, sống rất đơn giản, sống bằng cách là đi khất thực vào mỗi buổi sáng. Và khi khất thực xong, các vị trở về hoặc là nơi dưới gốc cây hoặc là nơi nào đó, các vị đó họ thực và chỉ có ăn có một ngày có một bữa thôi, và đời sống rất là đơn giản. Và chính cái đời sống này, đời sống khất thực đó mới là cái duyên các vị đi khất thực, chúng ta tạo cái duyên cho các cái người ta gieo trồng cái phước bố thí thức ăn, bố thí tài vật, để giống như là cái vị mà mình nói là đủ phước để cho tạo cái duyên cho người ta biết bố thí cái gì. Và kỳ thực cái pháp bố thí là một trong những pháp rất là quan trọng trong vấn đề tu tập. Bởi vì cái pháp này kỳ thực nó không phải chỉ là cái việc cho, cái việc bố thí hoặc thực hoặc là những cái thứ cần thiết cho đời sống, mà kỳ thực cái người mà làm được cái việc bố thí này thì thực họ đã cái tâm nó mở rộng. Những người mà đời sống mà chúng ta thấy rằng mình sinh ra mà được cái duyên rằng là sinh trong gia đình nó đầy đủ, nói chung là mọi thứ được đầy đủ, phải biết rằng mình đã từng trong quá khứ đã từng gieo những cái nhân duyên bố thí cúng dường rồi. Và những cái người nào không biết tu cái pháp này thì sinh ra phần lớn sẽ sinh vào những cái nơi biên địa hạ tiện, hoặc là sinh ra trong những gia đình nghèo khó, luôn luôn bị đủ thứ mọi cái sự khó khổ nó bó buộc. Cho nên cái việc bố thí là một trong những pháp mà thường được trong kinh khuyến tấn nên tu tập. Bởi vì cái vấn đề tu bố thí về mặt phương pháp á, nó có cái cách để làm. Có khi chúng ta nghĩ rằng bố thí phải có tài vật, phải có của cải mới có thể giúp được, nhưng mà kỳ thật bố thí nó còn có hai phương pháp khác để làm nữa, mà chúng ta nhiều khi chúng ta không có biết, hoặc là chúng ta biết mà chúng ta chưa áp dụng được. Đó là còn phương pháp nữa rằng nếu chúng ta không có khả năng đem của cải vật chất đi bố thí, thì chúng ta có thể là khuyến khích người khác bố thí. Rồi mình biết trường hợp đó khó khăn thì mình biết người này thường xuyên là bố thí, rồi mình đến mình nói có những trường hợp cần giúp đỡ, và mình nói dùng những cái trường hợp đó cho cái vị mà thường là bố thí, họ sẽ có cơ hội họ làm được.
và như vậy mình cũng có công đức tương đương cái công đức của người làm bố thí. Còn một cách nữa mà cái cách này phải nói là nhiều người cho rằng nó không có đúng, nhưng mà kỳ thực nó vẫn có công đức lớn tương đương với công đức của hai cách làm bố thí là tự mình thí và mình biết hết nhiều cách. Đó là mình chỉ cần khởi cái tâm khi thấy việc làm thiện của bất kỳ ai, việc làm bố thí cúng dường của bất kỳ ai mà mình sanh cái tâm quan hỷ là mình cũng có được phước. Vì sao mà có được như vậy? Bởi vì chúng ta sẽ biết rằng tu tập thường là nói rằng là mình phải tu tập cái tâm. Khi cái tâm mình nó ích kỷ, cái tâm mình bỏng sẻn, tâm mình luôn luôn chỉ lo biết cho mình không, và cái tâm đó là cái tâm sang tham đó. Chính bản thân đề thân mẫu của ngài Một Việt Viên cũng do cái tâm sang tham không biết bố thí rồi những chê tâm bảo á, còn phải đoạn lạc trong cái loài ngạ quỷ. Và chúng ta sẽ thấy rằng tại sao chỉ quan nghĩ với việc làm lành của những người khác mà mình vẫn được công đức như những người đã trực tiếp làm, thì do đó là do cái tâm mình được mở rộng, cái tâm mình có cái sự quan nghĩ vui vẻ trong cái việc làm thiện. Bởi vì luôn luôn cái tâm mình nó bị nhỏ hẹp, nó bị sự ganh tị tật đố mà nó làm cho mình không làm được phước nào hết. Mà khi mà mình thấy mà mình khởi được tâm đó, kỳ thực mình đã có một cái sự gọi là tiến bộ nhiều lắm rồi đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Bởi vì thường mình thấy người kia làm tốt, nếu mà mình không có tu tập, mình sẽ nghĩ rằng cái người đó chỉ có của người làm được, hoặc là người đó chỉ cái này chỉ cái kia. Ý là mình muốn rằng cái người đó phải là cái người không bằng mình, cái người đó không thể trở thành mình được. Mình nghĩ rằng mình là có thể làm được, nhưng mà kỳ thực cái khả năng mình không làm được, mà mình thấy người khác là mình sân cái tâm ganh tị tật đố đó, nó làm cho chúng ta giống như mình nói là mình đã gieo cái hành nghiệp xấu, hành nghiệp bổn thể, và cái nghiệp này, cái nhân này nó sẽ chiêu cả cái quả báo là sẽ không vào những cái nơi chốn gọi là nghèo nàn khó khổ, nơi biên địa, những cái nơi gọi là không có hợp pháp. Cho nên cái mà mình khởi tâm quan nghĩ theo cái việc làm bố thí của người khác thì thực đó là một cái cách tu mà mình cho rằng nó còn có công đức, nhưng mà kỳ thực mình đang tu đó, mình đang khởi được cái tâm đó rất là quý. Bởi vì luôn luôn mình sống và bị theo cái thói quen, cái tập khí mà mình thường bị gọi là mình cột chặt trong đó, cho nên mình luôn luôn lúc nào mình cũng cho rằng những cái việc người khác làm là điều không bằng mình, hoặc là mình làm không được. Nhưng mà mặc dù mình làm không được, nhưng mà mình có cái tập đố, mình ganh tị với người khác, cho nên mình không có thích người khác thành công, mình không có thích người khác hơn mình, không có thích người khác đẹp hơn mình. Tất cả những cái thứ đó, cái tâm mình nó bị ích kỷ, tâm nhỏ hẹp. Mà khi thấy mà mình phát được cái tâm quan hệ đối với mọi việc lành của những người khác, mà mình khởi được cái tâm đó, thì cái tâm đó chứng tỏ chúng ta có một sự tu tập, có công đức đó. Rồi quay lại nói về cái chuyện khi nãy là Đức Phật trong một hôm nọ đi xuất thực, trên đường đi thì sau lưng ngài có hai thầy trò của một vị Bà La Môn. Người thầy thì luôn luôn dùng mọi lời chê trách chỉ trích Đức Phật, cho rằng Đức Phật đã đi truyền bá một cái đạo gọi là cái đạo diệt sự sống, hủy diệt sự sống, và nhiều cách khác để chê bai mắng với Đức Phật. Nhưng ngược lại, cái người đệ tử lại là cho rằng Đức Phật có những cái chuyện rất là tốt đẹp, ngài có cái hạnh hoặc là có cái đời sống rất là thánh thiện. Cho nên ông thầy thì khen, trong khi ông đệ tử thì là ông đệ tử thì khen Phật, còn ông thầy thì luôn khen Phật. Thì khi mà đi đến ở cuối đường có một gốc cây, Đức Phật đã dừng lại và nghĩ là tại gốc cây đó một chút. Thì ông thầy Đạo Bà La Môn đã đến nói với Đức Phật rằng: này ông Bồ Đà, vì gì Đức Phật có họ là học Bồ Đà đó. Này ông Bồ Đà, ông nãy giờ ông có nghe tôi nói về ông cái gì không? Thì Đức Phật vẫn làm thinh. Thì bắt đầu ông ta mới nói rằng: đó, ông là người đi truyền bá cái đạo hủy diệt sự sống, ông đã làm cho mọi thứ nó đảo lộn lên hết, thay đổi mọi trật tự của xã hội, ông làm nhiều cái điều không có thích hợp. Thì khi mà nói những lời chê bai chỉ trích như vậy thì Đức Phật vẫn bình thản,
Thì ngài Lý hỏi lại, nói rằng nếu mà ông có một cái món quà ông đem tặng người khác mà cái người đó họ không có nhận thì món quà này nó sẽ về đâu? Các vị nghĩ nó về đâu? Và Đức Phật mới nói rằng đó, đúng như vậy đó. Nếu mà những lời nói của ông mới vừa nói vừa rồi đó lên án chỉ trích tôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi không có nhận những lời này đâu, thì ông nghĩ rằng như thế nào? Thì tự nhiên người Bà La Môn, thì thầy Bà La Môn này mới có sự thức tỉnh rằng nếu mà mình nói những người khác bằng những lời chê bai chỉ trích, nhưng mà cái người đó kỳ thực mà họ không có một cái mảnh may dính dáng đến những cái đó thì họ rất là bình thản, rất là bình thường. Cho nên cái chỗ đây mới thấy rằng những cái lời nói, những cái ngoại biên bên ngoài tác động cho chúng ta mà chúng ta vẫn không bị nó chi phối đó. Những cái lời mà chỉ trích mà nếu Đức Phật không có phản lập của sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn thì ngài chắc chắn cũng phải phản ứng rằng cái lời nói đó là lời nói không có đúng, hay là ngài sẽ thanh minh. Nhưng mà kỳ thực ngài không cần phải thanh minh, thì ngài cho rằng những cái lời nói đó nó không phải là nói về mình, nó không có nói đúng về mình thì ngài cũng vẫn bình thường. Cho nên Đức Phật mới dạy các vị đệ tử rằng này các vị theo, các ông chớ vội vui khi người ta khen mình, và cũng chớ vội buồn khi mà người ta chê bai chỉ trích mình, mà hãy nhìn lại chính mình có làm những cái việc đó hay không, mà chỉ mình biết mà thôi, giờ là đủ rồi, không cần phải thanh minh, hoặc là cần phải đính chính, hoặc là bất cứ một cái gì khác. Thành ra cái đời sống Đức Phật phải nói đó là cái đời sống gọi là thức tỉnh, mình thức tỉnh trong mọi hành động của mình, và chỉ mình biết thì mình cứ tin tưởng vào đó mà mình hành thôi, không có cần phải bị sự chi phối ở bên ngoài. Người ta khen chê nhiều khi nó cũng không có đúng gặp gì hết, mà mình lại đi bị kẹt vào trong đó thì mình mới bị đau khổ. Cho nên dù cho mình có làm tốt mà người ta khen thì mình cũng được đi, nhiều khi mình không có cái điều tốt đó mà người ta khen mình thì mình cũng giống như đó là mình bị cái giọng tưởng nó kéo mình đi đó, và cái đó nó làm mình đau khổ. Và ngược lại khi người ta chê mình, chỉ trích mình, chửi bới mình thì mình sẽ đau khổ nhiều hơn. Và đó cho chúng ta chưa biết phun phúc các căn của mình, tức là thấy cảnh hoặc là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, bị nghe mũi lưỡi mùi, lưỡi đến vị và thân vị xúc, hoặc là bên trong nó còn cái nữa là ý đối với các pháp. Cái này thì nó hơi có tế nhị, nó hơi sâu một chút. Mắt tai mũi lưỡi là các cái ngăn bên ngoài thì mình dễ thấy, còn nó nói về bên trong cái ý đó, nó có cái căn là cái đối tượng của cái ý đó là pháp trần. Còn cái pháp trần này là nhiều vị mà nếu mà mình không có để ý thì mình sẽ không biết đó là cái đối tượng nó như thế nào. Cái này nó giống như mình gọi là nó xuất hiện chỉ trong cái sự nhớ tưởng của mình thôi. Cái đó nó gọi là bóng dáng rơi rớt của những cái gì mình đã thấy, nghe, biết trong đời sống bình thường, và nó được chỉ nhớ trong cái ý tưởng của mình. Và những khi mà các vị mà ngồi yên đó, các cái căn bên ngoài nó tạm đóng lại á, nó không có tiếp xúc bên ngoài nữa, thì cái căn này nó mới dễ dàng á, cái pháp trần nó mới dễ dàng nó xuất hiện. Tức là mình sẽ ngồi yên thì mình sẽ bắt đầu nhớ tưởng chuyện này, thì tự nhiên nó xuất hiện trong đầu mình, nó giống như một cuộn phim được quay lại đó. Và pháp trần chỉ là những cái bóng dáng rơi rớt của các sự vật hiện tượng mà mình đã thấy, đã biết, đã nghe qua. Tự nhiên khi mà các căn ngồi mình yên, ngồi yên đóng cửa các căn bên ngoài này, thì cái pháp trần này nó xuất hiện, và cái ý nó bắt đầu nó tiếp xúc và nó sinh ra cái ý thức. Thì cái căn thứ sáu và là ý căn nó hơi khó chịu một chút. Và cái pháp trần tức là cái bóng dáng rơi rớt nó còn sót lại mà mình được lưu nhớ đó, nó trở thành ra cái đối tượng của ý, và nó sinh ra cái ý thức phân biệt. Và chính cái phân biệt này làm cho chúng ta bị lôi cuốn, bị vọng tưởng, cái cảm giác. Có một câu chuyện nói về cái chuyện này để kể với chị, để chúng ta thấy rằng chúng ta luôn luôn có cái vọng tưởng, và nếu chúng ta không dừng lại nó lôi chúng ta đi lúc nào chúng ta không có biết. Trong lịch sử có một cái vị tổ tên là Ngài Tăng Hộ. Ngài Tăng Hộ có một vị cháu, thành ra thường gọi là Tăng Hộ cháu, cái người cháu. Thì sau mùa đã chưa biết làm xong thì vị Tăng Hộ cháu này mới theo hầu sư phụ là thầy của mình là Ngài Tăng Hộ.
thì trong lúc mà đứng hầu bạc cho ngài tâm hộ đó thì cái người cháu này mới có cái sự nghĩ tưởng nói rằng sao mà cái đời sống tu tập có thể nó hơi buồn quá, tức là đời sống của một vị tu xuất gia lúc bây giờ chỉ có tam y rồi một bịch quán đi cấp thực mà thôi, rồi đó rồi cứ đi lang thang nơi này nơi kia, không có thể ở cố định, nhiều khi phải ở dưới gốc cây, nhiều khi phải ở nơi nghĩa địa, rồi đi thì dùng những cái loại giải sách giải bỏ của người khác kết lại thành cái đi, cho nên đời sống cái nhà đời sống không nhà, rồi đời sống cái vấn đề nuôi dưỡng cho thân thể này bằng là đi cấp thực mà thôi. Cho nên có khi khắc thực, có người cho, có người không cho, thì có thể có bữa đói, hết bữa no, làm cho chú thấy rằng cái đời sống của người tu sao khó quá và nó buồn chán quá. Cho nên mới nghĩ rằng chắc có lẽ là thôi đi, mình sẽ về nhà, mình tìm một cái nghề gì đó để mình làm ăn cho nó bình yên. Chứ đi xuất gia mà thấy thì thấy nó không có được, không có tương lai. Thì bắt đầu ngày mới nghiêng mang suy nghĩ rằng có thể tìm cái gì đó rồi chúng ta có được một ít vốn, rồi sau khi có tiền vốn đó sẽ mua một con dê để nuôi lấy sữa, rồi con dê nó nuôi lớn thời gian chắc nó sẽ có sinh con, rồi chúng ta rồi mình sẽ có thêm nhiều con dê nữa, và khi có nhiều con dê thì bán bớt để có thêm một số tài chính, một cái số tiền, rồi chúng ta rồi sẽ sắm nhà ẩu đùa để mà có đời sống nó khá giả hơn. Rồi khi mà đời sống đó, trong cái ý của chú cứ miên man suy nghĩ, nó cứ đi đưa, rồi nghĩ rằng khi mà mình đã có đầy đủ nhà cửa ruộng vườn rồi thì có thể mình lập gia đình đó, rồi lập gia đình cưới vợ sinh con. Nó đưa cái ý mình, nó đưa để mà đi theo, thì mình cứ nghĩ rằng giống như là đó, mình đâu biết rằng cái vọng tưởng nó đưa lại cho mình, nó đi, nó cứ lôi mình đi hoài mà mình cứ theo nó hoài. Và cho đến khi mà có con rồi, nhiều khi nhớ đến một cái buổi nọ dẫn vợ con đi hóng mát ngoài đường trên sông trên gì đó, rồi nhiều khi lời qua tiếng lại, rồi đôi khi chú nghĩ tới là chú muốn người con, mà khi trong khi người vợ thì không có muốn đưa, cho nên nhìn qua nhìn lại cuối cùng tức mình chúng đã đập bà vợ, đập cô vợ của mình. Mà trong khi đó là chú đang đứng hầu thầy, đang quạt cho thầy, mà khi nhận cái lúc nổi cùng lên rồi ngài đập bà vợ. Nhưng mà ông thầy mới nói rằng con không có đập trúng bà vợ của con, mà con đang đập trúng cái đầu của thầy đây. Cho nên các vị thấy rằng đó, cái người mà chính xác đó, họ đập được cái tư tưởng, họ có cái, mình nói là cái tha đông đông á, cái người thầy đã có sự chính xác, cho nên biết cái ông đệ tử đứng sau nên chứ mà ông đang hoạt hoạt, chứ mà ông cái tâm ổn để lang thang nó kéo đi tùng lum tả ra đó, mà ông thầy đọc đó. Mà khi ông thầy nói được cái điều đó nên làm cho cái chú này thức tỉnh, nói rằng à, như vậy thì nãy giờ mình nghĩ cái gì là thầy biết hết, chứng tỏ là như vậy cái người tu nó có cái gì đó nó hơn người, chứ nó phải là bình thường đâu. Cho nên từ đó chú mới tiếp tục tinh tấn sống đời sống mà của người xuất gia tiếp tục. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái ý của mình nó dẫn dắt mình đi, và nếu mình không biết cách dừng lại thì nó cứ dẫn mình đi hoài như vậy. Chúng ta sẽ thấy rằng cái tâm của mình gọi là tâm vi mã, nó lăng xăng, nó loạn toàn, mà mình không biết cách kiềm chế nó thì nó cứ dẫn dắt mình đi đủ cái gì đó. Và như vậy thì làm cho mình khổ đau, không có được. Cho nên cái tu tập làm sao chúng ta cố gắng phu phúc được cái tâm mình định được, bớt được các cái duyên thanh duyên bên ngoài nó lôi kéo chúng ta, biết duyên đó là chúng ta sẽ có sự định tĩnh, và từ khi có cái sự định tâm và thì cái trí tuệ nó phát sinh, và trí tuệ phát sinh thì chúng ta sẽ thấy rõ cái con đường mình đi nó rõ ràng hơn. Cho nên đó thì chúng ta thấy cái giáo lý Đức Phật ngài đã thấy rõ, và chính vì cái thấy rõ ngài mới đưa mình chỉ cái con đường rất là rõ và cụ thể cho chúng ta. Như cái ngài thật sự ngài không phải là một cái vị thần linh phan phước giác mở, mà ngài nói rằng ngài chỉ là một bậc đạo sư chỉ đường thôi, còn đi không là chính chúng ta. Và ngài còn có lấy một cái ví dụ khác, ngài nói rằng ngài cũng chỉ là một cái bậc lương y thôi, biết bệnh chúng sanh mà cho thuốc,
đón chúng sanh có những cái tâm bệnh, những cái tâm bệnh tha, tâm bệnh sân, tâm bệnh si đó, nó nặng nề lắm, nó làm cho chúng ta luôn luôn bị đau khổ không hay. Và nếu chúng ta không có giúp được thì chúng ta vẫn theo cái hành nghiệp của mình, tạo nghiệp. Không có thiện thì chúng ta cứ phải bị xoay lăn trong luân hồi hoài hoài, không bao giờ thoát được. Cho nên cái giáo lý Đức Phật Ngài nói ra thiết thực là vì chúng ta. Kinh điển, luật, tất cả các thứ đó đều là Ngài để lại cho chúng ta, để cho chúng ta đưa vào đó mà chúng ta tu tập. Nếu chúng ta áp dụng đúng, chúng ta sẽ có những kết quả. Cho nên chúng ta hiểu được Phật pháp, hiểu được cái lời dạy Đức Phật, thì chúng ta sẽ tin Phật theo một cái cách mình gọi là chánh tính. Tin Đức Phật là Phật đạo sư chỉ đường, tin Đức Phật là một cái vị linh nghi tài ba, có khả năng biết lệnh mà trao phước. Và chúng ta chính là người phải đi theo, hoặc là chúng ta phải uống thuốc thì bệnh mới hết. Và như vậy suốt 49 năm mà hoàn pháp độ sanh, cho nên Ngài đã độ rất nhiều người có duyên với Đức Phật. Và trong số đó có những vị đệ tử xuất chúng, thì dùng nhân đệ tử về phía sau thì có 10 vị đại đệ tử tính nhiên của Phật, nó có 10 vị đại đệ tử. Và đặc biệt trong tăng đoàn Đức Phật thì có hai vị gọi là tướng quân chánh pháp, tức là hai vị mà thường mà giúp duyên cho Đức Phật khi đi hoàn pháp, là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Hai vị này phải nói rằng đã giúp cho Đức Phật, làm cho đạo Phật đã phát triển lan rộng ở các xứ Ấn Độ. Và cái tăng đoàn lần lần các cái vị mà được Đức Phật độ các đi xuất gia rồi đó rất là đông. Và còn tín đồ tại gia thì cũng rất là vô số kể. Cho nên thời Phật mà còn đại thế đó, Ngài đã tùy duyên, Ngài đi hóa độ bằng cách rằng trì bệnh có thật không. Cho nên mà Ngài đi khắp nơi, chỗ nào Ngài cần đến thì Ngài đến. Cái chỗ, có một cái chỗ mà lần đầu tiên Ngài từ nơi Bồ Đề Đạo Tràng sau khi thành đạo rồi đó, thì Ngài đã nghĩ rằng Ngài không có muốn đem cái sự giác ngộ của mình mà đi để mà giáo hóa chúng sanh. Và chính vì Ngài thấy rằng cái pháp, cái lý, cái nguyên tắc, những cái mà đã đưa đến sự giác ngộ giải thoát cực kỳ là khó hiểu chứ không phải là đơn giản. Đối với chúng sanh nó càng khó hiểu hơn, vì chúng ta gọi là nghiệp dày, chúng ta bị cái sự vô minh nó trói buộc chúng ta, phiền não nó trói buộc chúng ta, cho nên chúng ta rất là nặng nề và chúng ta không có được thiết lệ. Chính vì chỗ này Đức Phật rất là ngại khi mà Ngài mới vừa thành đạo không xong á, Ngài không có ý nghĩ đi hoàn pháp đâu, Ngài muốn nhập niết bàn thôi. Nhưng mà vì chính cũng chư thiên cõi tạm thiên cũng đọc được cái ý nghĩ của Ngài, cho nên đã đến tỉnh Ngài vì lòng từ bi mà thấy ở lại nơi đời để mà nói pháp giáo hóa. Thì sau ba lần lưu tỉnh như thế, cho nên Đức Phật đã nhận lời và Ngài bắt đầu đi nói pháp. Và khi Ngài bắt đầu đi nói thì thường Ngài có cái sự quán sát trước, thì Ngài nghĩ rằng sẽ nói pháp cho ai đầu tiên. Thì trong quá trình Ngài đi còn là một cái vị ẩn sĩ lang thang đi tìm đạo, thì Ngài có học đạo với hai vị đạo sư. Mà sau khi Ngài học ở nơi hai vị đó, Ngài vẫn thấy rằng nó chưa có đạt đến cái mức độ cao, nên Ngài đã từ bỏ. Rồi Ngài cho đến bây giờ khi Ngài được giác ngộ rồi, Ngài muốn quay lại nói pháp cho hai vị này. Nhưng mà Ngài quan sát thấy rằng hai vị này đã qua đời rồi, cho nên Ngài mới tiếp tục quan sát. Thì Ngài biết rằng năm vị tu khổ hạnh với mình lúc mà khổ hạnh lâm á, lúc ở khổ hạnh lâm, thì bây giờ vị đó đã về ở bên phía vườn Nam, tức là gần thành phố Varanasi bây giờ. Thì Đức Phật từ nơi Bồ Đề Đạo Tràng mà đi về phía vườn Nam nó cách xa, nếu mình đi bằng xe đò, xe bus mà mất khoảng 5-6 tiếng. Và thời đó Đức Phật trong kinh nói lại, Ngài đã đi bộ từ Bồ Đề Đạo Tràng về vườn Nam 5 tuần lễ, tức là 1 tháng 1 tuần. Và Ngài đi bộ thôi, không có phương tiện gì khác. Và đặc biệt ở nơi Varanasi nó có một cái dòng sông gọi là sông Hàn đó, là sông Thiên. Con sông đó rất là lớn, nó từ phía bên Bồ Đề Đạo Tràng đi về phía bên vườn Nai, nó phải băng qua con sông khi mà đến con sông đó.
Thì trong kinh có nói Đức Phật khi đến con sông này, Ngài đã dùng thần thông đi qua. Vì lúc đó cũng không có đò, không có thuyền bè sẵn sàng, cho nên nói rằng Đức Phật đã dùng thần thông đi qua. Mà cái thần thông này Đức Phật thường nhắc nhở các đệ tử là cái việc tu mà để chứng đắc thần thông nó không phải là cái mục tiêu, thần thông không phải là mục tiêu để mà hướng đến. Mà khi mà tu tập giải thoát giác ngộ, chứng quả vị A-la-hán và chứng được quả vị vô sanh rồi thì cái thần thông nó tự có, chứ không có phải là mình phải luyện về thần thông. Cho nên Đức Phật không có khuyến khích các vị đệ tử sử dụng thần thông. Riêng có ngày một kỳ niên là thần thông đệ nhất, thì vì hỗ trợ cho Đức Phật thì thường chúng ta thấy ngày một kỳ niên là cái người thường sử dụng thần thông nhiều nhất. Mà kỳ thực chính ngày một kỳ niên sau này ngày mà cũng bị một cái nạn, bị ngoại đạo họ giết ngài đó, mà ngay chính thần thông cũng không cứu được ngài. Cho nên Đức Phật nói rằng cái thần thông này kỳ thực nó không phải là cái mục tiêu mình hướng đến, nó là cái hệ quả, nó là cái hoa quả của cái sự chứng được quả vị A La Hán mà thôi, tự nó phát ra thôi. Nó cũng như cái hoa mà nở ra thì nó tự nó bỏ bên luôn, chứ cũng có phải là chú tâm vô cái chuyện mà tu để chứng thần thông. Và trong thần thông thì nói về ngũ thông thì các cái đạo khác họ cũng tu luyện được, nhưng mà Phật giáo nó có cái thông thứ sáu, tức là cái lậu thần thông đó chính mới là cái thông mà cần tu học. Bởi vì cái thông này lậu thần tức là rõ biết những cái lậu, những cái tiền não đó nó đưa đến cái sự sanh tử mà luân hồi đó. Cái lậu này nó tận, nó diệt đi rồi thì nó được cái thông. Cho nên là Ngài rất là khuyên các vị đệ tử tu tập theo cái hướng mà Ngài đã nói. Tu tập thì nó chân chắn hơn, còn cái thần thông kia nó thường nó có. Thì không nghĩ rằng bây giờ thời gian không có cho phép nhiều, thì hôm nay các nhân viên đến thăm chùa và được hòa thượng ở đây ưu ái cho được có thời gian nói chuyện với Đức Phật tử. Thì thông mong là nhân cái nhân viên này là các vị nghe thông nói các cái thánh tích đó, nếu các vị cũng có cái cơ duyên, chúng ta nên khởi cái tâm mong muốn đến để chiêm bái thánh tích đó. Như chúng ta được biết là nếu có duyên đến chiêm bái thánh tích, phải nói là người đó có đức rất lớn, không có đức lớn. Và nếu được duyên thì chúng ta đến thì chiêm bái, thì chúng ta có một lần đặt chân đến đây Phật tích thì cũng rất là hy hữu. Nhưng mà kỳ thực chứ độ vẫn là tiếng nghèo, cho nên nhiều khi các cái đoàn tổ chức kia không có được chu đáo thì các vị cũng rất là cực khổ. Có nhiều người đi nhưng mà do cực khổ quá nên nhiều khi không có khởi tâm giọng bản tư tấn cho lắm. Thì mong rằng các vị nên nếu có thể được trong đời này cố gắng một lần đến chiêm bái Phật tích này. Không không có giống như không có quảng cáo, nhưng mà phải nói vì thực đi đến Phật tích không phải là ai cũng có thể đi được, dù cho họ có đủ điều kiện nhân viên đó, nhưng mà cũng chưa hẳn. Vì cái vấn đề mà kết duyên với Phật pháp nó là ở cái nhân viên nó như thế nào đó, mình cũng không có thể lý giải cho hết được. Thì người nào đúng duyên, đủ điều kiện thì nhân viên, bởi vì thời nay cũng tương đối mà cũng đi đến một lời, nhưng mà vẫn còn khó khăn, cứ có ấn về thời tiết cũng nóng lên, khó khăn lắm, về ăn ở các cái phương tiện cũng còn không có được tiện đi, cho nên nhiều khi cũng rất là trở ngại. Nhưng mà với cái tâm thành, cái thành chí kính mình đến đó cũng có thể có những điều xảy ra. Nghe anh Thông biết qua những cái lần thông tin, kỳ thực có những vị rất lớn tuổi ha, thì nghĩ rằng mình không còn có cơ hội, cho nên có cái cơ hội đi được thì ta cũng cố gắng là đi. Có những người rất là bệnh, có bị bệnh, thì có những người già yếu nghĩ rằng mình sẽ không đi được, nhưng mà kỳ thực khi đến đó rồi mà có cái sự hướng dẫn tốt á, các vị tự nhiên khởi được cái tâm tới những nơi đó, quên hết cái sự bệnh nhập của thân thể, quên hết mọi thứ, rồi lễ bái kinh hành giữa đời nhân gian thì nhiều khi cũng quên hết. Và nhờ như vậy á, nhiều người, nhất là những cái người mà ít có hoạt động á, thường ngồi trong nhà, thường có những cái bệnh đường cao máu này kia, hoặc là đường cao máu, tất cả
sẵn cái bệnh đó, hầu như không biết là sau khi đi xong về những cái đó hình như nó cũng được tan biến đi. Và thấy mình có những người bị bệnh suyễn ở Việt Nam mà nói ra đường là suyễn đi đi, mấy người con thấy mẹ đi nhé, cố gắng giữ gìn sức khỏe nó. Thành ra bà mẹ trước khi đi thì nói mấy đứa con là ráng ở nhà tự chăm sóc nha, mẹ đi tuần hay tuần về. Nhưng mà cái người con nói là bà đi bà lo cho bà đi, với bà bị sỉ mà qua bên đó nghe nói bên kia mà bụi bặm dơ dáy lắm. Mà kỳ thực cái chị đó qua bên đây, qua tới Ấn Độ rồi, từ khi đặt chân xuống sân bay cho đến khi đi hết chuyến phục tích không có cái cơn chuyển nào nó nổi lên hết. Và đấy đó là kỳ diệu, và rất là nhiều cái chuyện kỳ diệu khác nó cũng xảy ra. Mà không nói thì nghĩ rằng đó là do cái tâm của các vị đó, đến những nơi phật tích đó, họ tha thiết quá, họ thành thật quá, cho nên hầu như mọi cái gì của thân thể họ quên hết, nên rất là có gì cái điều gì xảy ra. Và đặc biệt nếu mà thầy huyền diệu á, vì nghe thầy huyền diệu nói thì càng có những câu chuyện huyền diệu nơi Đức Phật nữa, thì mong rằng các chị có được cơ duyên bạn sẽ một lần chiêm bái. Và vì thời gian không cho phép, ông xin tạm kết thúc tại đây buổi nói chuyện hôm nay. Kính chúc toàn thể tất cả quý Phật tử, quý thiện nam tín tử hiện diện hôm nay, mong rằng mình có cái duyên đến chùa tu tập và kết duyên với Phật pháp, và mong rằng nhờ công đức của chư Phật gia hộ cho các vị được thanh tâm tu luôn an lạc và tinh tấn tu tập, để chúng ta có được sự an lạc giác ngộ. Nếu được giác ngộ ngay trong hiện tại, ngay trong đời sống này, nếu không thì cũng là một cái cơ hội chúng ta gieo trồng cái chân duyên chủng tử kết duyên với Phật pháp, thì những cái đời kế tiếp chúng ta có cái duyên sanh ra và Phật pháp liền, hoặc là chúng ta sanh ra mà được cái duyên lớn mà gặp được Đức Phật xuất hiện nữa thì càng là tốt. A Di Đà Phật. Dạ, xin nguyện thường chúng ta hồi hướng nữa không? Dạ. Chúng ta có thể ngồi tại chỗ. Chúng ta niệm hồi hướng. Nguyện đem